Như vậy là trận đấu giữa U7 Viettel và U7 Hà Nội đã bắt đầu. Đội U7 Viettel với trang phục màu đỏ bảo vệ phía bên trái mà nhỏ quý vị các bạn. Đây là huấn luyện viên Nguyễn Minh Tiến bên phía U7 Viettel. Số 26 thủ môn Nguyễn Thế Anh Tâm. Cầu thủ mang áo số 15 Nguyễn Đức Anh, số 17 Dương Văn Quyết, số 21 Nguyễn Cao Cường đeo băng đội trưởng, số 25 Nguyễn Văn Thủy, số 27 Nguyễn Phúc Tường, số 29 Nguyễn Minh Hiếu, số 37 Đậu Ngọc Mạnh, số 68 Nguyễn Văn Trường, số 77 Đỗ Đình Sơn, số 86 Nguyễn Văn Tú. Huấn luyện trưởng của U17 Hà Nội đó là ông Nguyễn Văn Biển. Chúng ta có thể thấy Nhất Minh có vẻ đang rất đau. Nhất Minh đã từng vô địch U15 Đông Nam Á vào năm 2017 trên đất Thái Lan. Đã có một thời gian Nhất Minh, vậy là Nhất Minh cũng đã được cầu thủ và bàn hai của Đình Đức sẽ được vào sân 11m với tỷ số là 5-4. Và ra vào bắt bóng chính xác của thủ môn Huy Hoàng. Thủ môn cũng đã được từng gọi lên U16 quốc gia. Và pha bóng an toàn của thủ môn Anh Tâm bên phía U17 Hà Nội. Gia Kiệt. Một quả đá phạt góc dành cho U17 Viettel. Người vừa phá bóng đó là cầu thủ mang áo số 27. Rất nguy hiểm, đó là một pha phản lưới nhà của cầu thủ mang áo số 68 Văn Trường. 1-0 cho các cầu thủ Viettel. Pha phá bóng không tốt của Văn Trường đã làm bó tay thủ môn Anh Tâm. Như vậy là Viettel đã có lợi thế dẫn trước với tỷ số là 1-0. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha bóng không tốt của Văn Trường, có vẻ như anh đã bị chói nắng. Nhưng kỹ thuật pha bóng và phán đoán điểm rơi của trái bóng không tốt của Văn Trường. Một tình huống phản lưới nhà và thủ môn Anh Tâm đã bị bất ngờ. Thế trận đang cân bằng nhưng các cầu thủ U17 Hà Nội đã biếu không một bàn thắng. U17 Hà Nội vẫn đang tích cực áp sát và tổ chức tấn công nhanh khá hay. Pha tạt bóng rất nguy hiểm. Tình huống phán đoán đấm bóng chính xác của thủ môn Văn Hoàng. Cả hai đội bóng đang hưng phấn và thi đấu rất tích cực. Đường truyền rất tốt. Văn Khang dứt điểm không vào. Có khoảng trống trước mặt, không hiểu sao Văn Khang có thể dứt điểm nhẹ đến như vậy. Tình huống triển khai tấn công rất tốt của các cầu thủ Viettel, nhưng pha dứt điểm của Văn Khang đã không chiến thắng được thủ môn Anh Tâm bên phía U17 Hà Nội. Có vẻ như Văn Khang đã bị chuột rút. Văn Kiên. Văn Khang cơ hội dứt điểm không vào. Đây là cơ hội thứ hai của Văn Khang nhưng không hiểu sao Văn Khang đã dứt điểm không thành công. Một đường truyền phối hợp rất tốt giữa Văn Kiên và Văn Khang. Những cầu thủ mang tên đệm Văn đang phối hợp và gây khó khăn cho hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội. U17 Hà Nội đã rất vất vả trong tình huống teo kèm đối với Văn Khang. Và tiếp xúc bóng rất thiếu chính xác. Vẫn là Hải Dương rất khỏe, vượt qua một cách dễ dàng. Đường truyền vào trong không đến được vị trí của Văn Khang. Đường truyền thiếu chính xác của Hải Dương. Tình huống trước đó anh đã vượt qua một cầu thủ của U17 Hà Nội một cách dễ dàng, rất hay. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đã vượt qua Đức Anh, trung vệ bên phía U17 Hà Nội. Rất hay, rất nhiều khoảng trống. Văn Khang cơ hội thứ ba, dứt điểm. Bây giờ là tỷ số 2-0. Đến tình huống thứ 3 thì Văn Khang mới chuyển hóa được bàn thắng. Hàng phòng thủ của U17 Hà Nội đang gặp rất nhiều khó khăn. Họ đã phải chống đỡ những đợt phản công của U17 Hà Nội. Bàn thắng của Văn Khang được ghi ở phút thứ 73. Sau hai tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng. Và bây giờ Văn Khang đã trả lời và ghi bàn thắng cho riêng mình. 2-0 dành cho U17 Viettel. Pha đi bóng khéo léo vượt qua được một cầu thủ, đó là Văn Thủy bên phía câu lạc bộ Hà Nội, U17 Hà Nội, với cái chân trái khéo léo kỹ thuật. Văn Khang đã có bàn thắng thứ hai. Và bẻ ra ngoài làm sửa sườn Văn Thủy. Hay không? U17 Hà Nội đang rất tích cực tranh chấp. Đây lại là Văn Khang. Vẫn là Văn Khang. Khá nguy hiểm. Một quả đá phạt góc dành cho U17 Viettel. Trong tình huống tấn công, Văn Khang tạt bóng vào trong nhưng rất ít những cầu thủ U17 Viettel theo kịp đường chuyền vừa rồi. Cơ hội 3-0. Rất tuyệt vời. Người ghi bàn đó là Hải Dương. Không phải, đó là cầu thủ mang áo số 39. Đặng Tuấn Phong. Đặng Tuấn Phong đã ghi bàn thắng thứ 3 cho câu lạc bộ Viettel. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Rất nhanh, bóng đến chân của Tuấn Phong ngay lập tức. Anh dứt điểm vào góc xa. Thật sự là hàng phòng ngự của câu lạc bộ U17 Hà Nội đang gặp rất nhiều khó khăn. Và dứt điểm từ xa quá nhẹ. Đó là pha dứt điểm của Văn Trường. Phút thứ 80. Tỷ số là 3 phản công cho U17 Viettel. Rất hay. Có thể dứt điểm, cơ hội không vào. Đó là pha dứt điểm của Văn Tú. Tình huống trước đó anh đã vượt qua một cầu thủ của U17 Hà Nội một cách dễ dàng. Đã có khoảng trống ngắm nghía. Văn Tú đá vào góc xa nhưng bóng đi chệch cột dọc. Và xử lý hay. Văn Tú đã vượt qua cầu thủ mang áo số 19. Đó là Hữu Thắng. Không phải, đó là Văn Du. Rất chính xác. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Câu lạc bộ U17 Viettel đã giành chiến thắng trước U17 Hà Nội với tỷ số là 3-0. Bàn thắng mở tỷ số là của Văn Trường bên phía U17 Hà Nội đã phản lưới nhà. Ngay sau đó là Văn Khang ở trong hiệp 2 đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Và bàn thắng thứ 3 của U17 Viettel đó là Tuấn Phong. Như vậy là U17 Viettel đã bước vào trận chung kết. Và bây giờ buổi tường thuật trận đấu giữa hai đội bóng U17 Viettel và U17 Hà Nội của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ban tổ chức thông báo có lời nhờ hai đội U17 Viettel và Hà Nội thì sau trận đấu này thì nhờ các em sẽ có phòng thay đồ và cố gắng nhanh nhất có thể để bàn giao lại phòng thay đồ cho hai đội tham gia trận sau.